Bây giờ mình sẽ quay chi tiết chiếc xe này nha. Chiếc xe này cầu 2 tấn nha mọi người. Đấy, chiếc xe này mình video trước mình cũng đã review cho mọi người xem rồi. Hôm nay mình sẽ quay chi tiết 3 chiếc xe luôn nha mọi người. Phía bên đây một xe nữa. Đấy. Thì nữa mình sẽ quay xe bên kia luôn. Xe bên này là máy thì máy 44kV nha mọi người. À quên, cái này là 50, máy 50kV. Còn số thì 5 số nha. Số hộp chiến thắng nha mọi người. Đây là mấy cái phần hơi. Đây phần che ống bô nha. Đây là ghế cho đủ cho hai người và một ghế cho anh tài xế nha. Có gương đầy đủ luôn mọi người. Có hai cái gương luôn. Đấy. Xe mới đi nên vẫn còn rất là đẹp. Cầu sau cũng 2 tấn. Cơ khí gara Y Thiên này. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ theo số gara Y Thiên nha, 0385 455 324 nha, để được tư vấn làm xe nha. Móc thì rất là rộng nha, 2m 2m8 2m4. Xe này có lốp đôi nha. Đây, mọi người xem nhíp này. Nhíp thì rất là chắc chắn nha. Không còn chê nữa nha mọi người. Đây là cái bình dầu này. Bình dầu này, bình nhỏ, đủ xài thôi mọi người. Chắc tầm 20 mấy lít chắc mọi người. Xe này cũng y như xe này thôi. Xe này cũng bằng. Phía bên đây. Đây là chiếc xe chuẩn bị cắt đó mọi người. Xe ben này chuẩn bị cắt để làm y như xe này mọi người. Đây phần khoang lái thì có cái ổ khóa này. Có mấy cái dây điện để mấy dây điện đèn này. Đèn pha xi nhan đầy đủ luôn. Đây, ghế ngồi lên sướng nha. Ngồi lên đây lên sướng nha mọi người. Đấy, xe này quá đẹp rồi mọi người. Đây, quay tiếp chiếc xe bên kia. Đây, xe ben. Đây, xe ben cầu 2,5 tấn này, chuẩn bị cắt. Đây. Còn giấy tờ đầy đủ mà bây giờ chủ xe muốn cắt làm như xe bên kia mọi người. Đây. Còn đầy đủ luôn, bị khóa rồi, cửa bị khóa rồi. Xe này chạy vẫn tốt mà chủ xe muốn chế lại như xe đây nha mọi người. Đấy. Đây. Muốn chế lại như xe đây này, xe đây chế lại rất là đẹp rồi, làm cái đây xe mới luôn nha mọi người nha. Ai có nhu cầu muốn làm xe như thế này thì tầm giá 130 chứ 135 triệu. Đó. Bên kia cũng thế này, bên xe bên kia là xe mẫu mà hồi trước Gray Thiên làm á. Còn xe này sau này làm cắt và làm lại như xe này mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Đây mọi người, đây là xe thứ ba này mọi người. Để mình quay từ phần đầu cho mọi người xem. Xe thứ ba thì xe sửa lại. Xe sửa lại
cái phần vòm với khoang lái với lại vô lăng, và làm lại cái dè trước cho xe này nha. Đây xe này làm lại nha. Cái thùng thì nâng 25-30 phân á mọi người. Đây này, đây là cái dấu mà nối này, nối thêm 30 phân này. Đấy, xe này thì làm lại cái thùng. Ở phần sau thì cái nguyên cái thùng mà Quang Toàn làm nha. Đấy, thì cái này thì làm lại, sơn lại thôi. Đây cũng làm lại này, cái này mới này, mới làm này. Gara Y Thiên làm lại cái xi nhan này, làm lại cái xi nhan với lại dè này, cái chỗ mà ngồi luôn, khoang lái này, chỗ ngồi này, cái ghế ngồi cũng làm lại, rồi cái máy nữa, vòm nữa mọi người, làm lại hết cái mới. Đây, xe này thì máy của Giang Đông. Đấy, máy Tiger này. Nhầm, máy Tiger để coi đã. Máy 30. Xe này có tời nha mọi người. Đấy, nhìn chiếc xe này cũng khá là đẹp đó mọi người. Đấy, xe máy cũng nông nha mọi người. Đấy. Xe này để coi, cầu 2 tấn đó mọi người. Đấy, nhíp cũng rất là chắc chắn nha mọi người. Đấy. Đây. Xe nói chung là đầy đủ phụ kiện luôn. Xe này có cái trợ lực này, tời này, đầy đủ luôn. Đây, tời cũng khá là to đấy. Nhưng mà hình như dây nó ngắn lắm. Dây này nếu nó ngắn quá. Đây, cái này cũng làm lại hết rồi. Tiền xi nhan để pha làm hết cái mới. Các bác nào mà cần làm xe thì liên hệ nha. Đây, xe này làm đề, làm bình mới, thay bình mới này. Đấy, hồi trước là hình như là có làm đề nhưng mà cái bình hồi trước cũ rồi, làm cái mới rồi. Đấy, dưới đây thêm làm thêm hai cái còi này. Đây, cho mọi người xem còi nha. Đấy, còi rất là kêu, rất là to nha. Đây, quay cầu sau nha. Cầu sau cũng 2 tấn thôi mọi người. Đấy, hồi trước Quang Tàn Toàn làm cũng ok lắm. Đấy, cũng khá là đẹp đó mọi người. Cái thùng này nó hơi to một chút xíu. Đây, sau đuôi thì làm xe nhan đầy đủ luôn. Nó khác hơn một chút xíu nha. Cái thùng này nó dài 50 phân. Còn xe Gara Y Thiên làm thì 40. Đây, lốp thì xài lốp để coi đã. 750-16. Lốp thì vẫn xài lốp cũ, không có thay mới. Đây, máy này chắc cũng chạy lâu rồi á, 2-3 năm gì đó đấy mọi người ạ. Đấy, nói chung là xe này cầu trước cầu sau ok hết nha. Xe này khách làm lại thôi. Đấy, khách này cũng gần đây á mọi người. Quá ok mọi người. Đấy, mọi người thích
chiếc xe nào thì liên hệ cho gara Ý Thiên nhé. Gara Ý Thiên.